Lễ ký kết hợp đồng liên doanh giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và DU Hàn Quốc ngày 1 tháng 10 năm 2021. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết gồm có ông Park Noan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ phó vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Đại diện Tập đoàn DU có ông Yoo Young Sum, phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn DU tham dự online từ Hàn Quốc. Ông Nick Zhou, Giám đốc khối kinh doanh quốc tế DU, ông Úc Jin An, Giám đốc ban kinh doanh quốc tế DU. Đại diện các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam gồm có ông Choi Jo-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Lee Yong-sop, Chủ tịch KOTIA Đông Nam Á, O. Park Jae-ik, Giám đốc Trung Ho Neuvina, ông Cheong Jae-ho, Trưởng Văn phòng Đại diện The Career thăm tại Hà Nội. Thực tế, từ tháng 1 năm 2021, Tập đoàn DU đã gửi chuyên gia đến khảo sát thực địa, lập hồ sơ pháp lý và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án. Do vậy, các công việc trong thời gian tới sẽ nhanh chóng được triển khai. Tập đoàn DU đã đề xuất các giải pháp để biến My Home Capital Phú Quốc thành một đô thị sống sôi động trong tương lai. Tại sự kiện lần này, DU đã đề xuất ý tưởng xây dựng khu rừng băng tuyết chạy dọc trục cảnh quan trung tâm. Đó sẽ là một tảng băng trôi đưa khu vườn băng giá và các công viên ánh sáng về miền nhiệt đới My Home Capital Phú Quốc. Đây sẽ là công trình đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao về ánh sáng mà do chính tập đoàn DU đến từ Hàn Quốc nghiên cứu phát triển. Việc ký kết hợp tác chiến lược với DU đánh dấu bước đi tiếp theo trên con đường trở thành nhà phát triển bất động sản đô thị chuyên nghiệp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Cái bắt tay này được kỳ vọng đưa My Home Capital Phú Quốc trở thành cái tên nổi bật trên thị trường bất động sản đảo ngọc. Trước DU, Tân Á Đại Thành cũng đã hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín như Dark Horse Architecture, Hoan Landscape, Trung Ho Nai Hàn Quốc, Atelier Group CBI, nhóm review thông tin bất động sản, Palo Căn Hộ SG. Xin cảm ơn. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Mọi thông tin cần tư vấn dự án My Home Capital Phú Quốc vui lòng liên hệ qua Zalo 0909 910 884 hoặc comment thông tin bên dưới nhé. Xin trân trọng cảm ơn.